chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel hỏi dân it mình là eric tiếp tục trong tutorial học làm full stack developer thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn về html thì à, nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi tutorial của mình thì các bạn có thể để ý rằng là mỗi video của mình mình đều đánh dấu từ à, bắt đầu bằng số thăng, tức là đây là chính là trình tự để chúng ta có thể theo dõi cái playlist này một cách dễ nhất. Thì à, các bạn nên follow từng video một từ thăng 1 cho đến thăng n. Như vậy thì nó sẽ dễ cập nhật hơn. Thì à, trong bài học lần trước mình đang dừng lại ở chỗ là mình đã hướng dẫn các bạn tạo một file HTML cũng như là giải thích rằng là HTML chúng ta gồm hai yếu tố đấy chính là ở đây thì mình sẽ mở code lên ở bài học lần trước chúng ta đang tạo một file đơn giản như thế này thì đối với HTML chúng ta bao giờ cũng phải biết một khái niệm đó chính là chúng ta phải có một cái dấu mở tác và chúng ta cần phải có một cái dấu đóng tác và đồng thời chúng ta cũng tìm hiểu thêm về các gọi là thuộc tính của HTML hay còn gọi là attribute thì mình đang demo cái file này là mình dùng thuộc tính là style trong bài học hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn về phần đầu tiên đó chính là các yếu tố cũng như là các thẻ HTML mà các bạn hay dùng nhất. Cái những cái thẻ này là chúng ta dùng khi chúng ta đi làm phục vụ cho công việc sau này của các bạn luôn. Thì à, trước tiên thì các bạn mở project của của các bạn lên nhé. Thì ở đây thì mình đang mở cái bài hôm trước thì để chạy cái file này thì để mình xem nào Nó có một cách là Nếu như bạn đang trong project này này Các bạn có thể click chuột phải vào file của các bạn nhé Sau đây các bạn là review In the file explorer Tức là nó gọi là review Tức là bằng từ show ấy Tức là show trong cái file explorer của Windows Thì nó sẽ mở đến cái thư mục của chúng ta luôn Thì ở đây thì mình sẽ nháy đúp vào file này Để cho nó mở lên Thì chúng ta đang dừng lại ở đây Và chúng ta có một dòng chữ rất đơn giản là Hello World Bài hôm nay mình sẽ xoay quanh các chủ đề về các tác mà các bạn cần biết. Đầu tiên là chúng ta sẽ cái tác đầu tiên, mình sẽ so sánh luôn ở trong cái file này của chúng ta. Đối với một file HTML thì cái tác head này như mình nói rồi, tức là cái file head này, tức là nơi chúng ta có thể nhúng các thẻ JavaScript cũng như là chúng ta nhúng các đường link của CSS. Thì sau này ví dụ các bạn dùng Bootstrap là một cái thư viện À, để à, gọi là tạo một cái thương, tạo một cái gọi là có sẵn màn hình ấy, responsive thì chúng ta sẽ nhúng link của bootstrap vào đây chúng ta cần load à, chúng ta cần load các file javascript chúng ta cũng nhúng vào ngay bên trong cái thẻ head này còn đúng ra nhé có các bạn có thể thắc mắc là tại sao mình đang nói là nhúng javascript vào thẻ head này tuy nhiên để cho nó tối ưu ấy thì trong thực tế là chúng ta thường nhúng các Java, các file javascript ngay ở trước khi chúng ta kết thúc cái phần body này À, chúng ta sẽ phải nhúng vào đây. Đây là nơi chúng ta nhúng các thẻ thẻ của nấy vào đây. Thẻ của do chúng ta sẽ nhúng vào đây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với thẻ head. thì trong thẻ head này những cái những cái file meta như thế này là để giúp khai báo cấu hình của website của các bạn thì mặc định là trình duyệt hay nói cách khác là IDE nó làm cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ cần nhớ một cái thẻ duy nhất đó chính là thẻ title. thẻ title này tức là hay còn gọi trong tiếng việt của chúng ta tức là thẻ tiêu đề. Ấy thì nó sẽ hiện ngay trên cùng của website của chúng ta. Ở đây thì mình ví dụ mình sửa là VS chẳng hạn mình cách ra rồi, mình sẽ ghi bằng tiếng Việt ở đây là với chẳng hạn và mình nhấn Ctrl S lại. Thì uh, sau khi như mình nhấn Ctrl S ở đây thì uh, file của mình đã được lưu lại thì đồng thời mình phải phải reload lại cái file này. Thì các bạn có thể để ý là tiêu đề website của mình đã được cập nhật. Thì đấy chính là cái thẻ tiêu đề của chúng ta. Cái từ embed này có nghĩa trong tiếng Việt của chúng ta tức là thẻ nhúng. Thì uh, để nhúng một cái file JavaScript thì chúng ta sẽ dùng bắt đầu bằng cái thẻ là script còn để nhúng file CSS chúng ta sẽ dùng thẻ link tuy nhiên mình sẽ không đi sâu vào cái này hai phần này thì khi nào chúng ta đụng đến thì chúng ta mới bắt đầu làm cái này tiếp theo nữa là chúng ta sẽ bắt đầu đến thẻ body đây là cái thẻ quan trọng thứ hai hay nói khác là nếu mà nói về phương diện chúng ta làm việc thì chúng ta chủ yếu làm việc trong thẻ body này thì trong thẻ body ấy chúng ta sẽ bắt đầu bằng các tác cơ bản nhất đó chính là heading tag thì chúng ta có từ h1 cho đến h6 thì ở heading này khi các bạn giống như các bạn làm việc trong Word đấy thì nó chúng ta có tiêu đề Ở trong Word nếu như mình nhớ không nhầm là khi các bạn các bạn mà viết một cái đoạn văn ấy thì các bạn muốn là đầu dòng này này, đầu dòng này chữ ví dụ là font size của nó là 17. Tuy nhiên là khi các bạn muốn thụt vào một cái, cái font size của nó còn có 15 chẳng hạn thì khi đấy là chúng ta có định nghĩa là heading 1, heading 2 cho đến heading n. Thì tương tự đối với HTML nhé Thì mình sẽ gõ ở đây Ví dụ mình sẽ dùng thẻ Đây là heading 1 này Heading 1 Mình thừa mất chữ D rồi Heading 1 này Tương tự nhé Mình sẽ tạo một cái thẻ nữa là thẻ H2 Thẻ H2 Thì ở đây mình sẽ gõ là heading 2 Thì các bạn lưu ý là chúng ta chỉ có từ heading 1 cho đến heading 6 thôi Heading 7, 8, 9, 10 chúng ta không có đâu Ví dụ ở đây thì mình gõ heading 3 này Ở đây mình sẽ sửa thành 3 tương tự thì mình sẽ copy ba cái này để mình sẽ chuyển lên thành heading 6 heading đây là sẽ là 4 này cái này sẽ là h4 thì đối với thằng visual ấy, khi các bạn sửa cái tác đây ví dụ khi mình đang sửa cái tác này là h5 mình sửa cái open tag tuy nhiên là cái closing tag ấy, hay nói cái khác là cái tag đóng ấy nó không tự động sửa cho chúng ta thì nếu bạn nào mà muốn sửa thì các bạn sẽ google thì chúng ta cần phải tải thêm cái extension cho cái thằng 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 visual này thì nó mới sửa. Mình mới cài lại thằng visual trên máy tính của mình, thành ra là mình chưa có cài cái extension này vào. Ví dụ ở đây mình sẽ mình sẽ gọi là off cái này đi. Ở đây thì để ở đây chính là cái dấu comment ấy, comment trong cái file này thì cái dòng comment này nó sẽ không được hiện lên. Thì làm sao để comment thì có hai cách. Thứ nhất là các bạn sẽ gọi gọi chay ấy, chúng ta sẽ phải dùng cái dấu này là bắt đầu của cái dấu comment và cái dấu này là kết thúc của dấu comment. Cách thứ hai là các bạn sẽ bôi đen cái dòng các bạn muốn comment. Sau đấy các bạn nhấn Ctrl và phím gạch chéo trên bàn phím máy tính của các bạn thì ngay lập tức nó sẽ comment cho các bạn thôi. Mình hay dùng phím Ctrl và phím gạch chéo. Thì khi các bạn muốn bỏ comment thì các bạn làm ngược lại. Tức là chúng ta giữ phím Ctrl và nhấn phím gạch chéo thôi thì nó sẽ là comment. Cái dòng này là dòng comment thành ra là nó sẽ không được tính trong file HTML. Thì mình sẽ nhấn Ctrl S lại này. Thì nó đã lưu lại cho mình rồi nhé. Còn mình sẽ sang bên này để mình reload lại. Thì các bạn có thể để ý là cái Ở đây thì mình quên cái này là mình phải sửa thành H5 Và cái này mình sẽ cần phải sửa thành H6 Và mình nhấn Ctrl S Mình sẽ reload lại Thì các bạn có thể để ý thấy là Chúng ta có 6 thẻ heading Thì các thẻ heading này Mặc định là nó sẽ quy định các font size cho chúng ta Thì nó từ to dần này Đến nhỏ dần Nó sẽ ngược lại với số thứ tự Thì thực tế khi chúng ta đi làm ấy, Thì rất ít khi chúng ta dùng thẻ này Mặc dù thằng HTML nó đã quy định sẵn cho chúng ta rồi. Thì mình sẽ giải thích sau tại sao chúng ta lại ít dùng. Ví dụ mình sẽ khai thêm cái thẻ h7 này nhé. Xem các bạn xem xem là nó có cái tác h7 này không. Mình sẽ sửa ở đây thành là số 7. Ở đây sẽ thành số 7 và mình sẽ lưu lại. Mình sẽ nhấn Ctrl S lại và mình sẽ reload lại. Thì các bạn có thể thấy là cái thẻ h7 này nó không thể nhỏ hơn được nữa, đồng thời là nó render bình thường, tức là nó không được in đậm hay nói khác là cái thẻ này này nó không có tác dụng đâu nó chỉ là một cái text bình thường thôi nên các bạn lưu ý cho mình một điều là các bạn chỉ có từ h1 cho đến h6 thôi các bạn để ý là khi chúng ta dùng heading ấy chữ của chúng ta tự dưng là nó đậm hơn đậm nét hơn đấy tức là hay nói khác là trong trong word của chúng ta dùng là chúng ta dùng chữ b ấy, hay là giống như bên này này chúng ta dùng từ bold tức là in đậm lên thì đấy là tác dụng của thẻ heading mình sẽ giải thích luôn là tại sao khi đi làm chúng ta không dùng thẻ heading các bạn để ý là cái h1, h2 cho đến h6 thôi thì nó chỉ khác nhau cái chỗ là font size thì à, sau này chúng ta đi làm ấy font size tức là cỡ chữ sau này chúng ta đi làm thì chúng ta toàn khai báo là thẻ p chẳng hạn thẻ p tức là khai báo một đoạn văn sau đấy chúng ta sẽ dùng style của java chúng ta sẽ dùng style của css vào ở đây thì ví dụ mình sẽ quy định là một nó của nó là font size của nó là 30 pixel chẳng hạn 30 pixel nhé ở đây là mình sẽ là 30 pixel. Đồng thời mình sẽ đặt một cái font web. Font web của nó bình thường là chúng ta sẽ đặt 600. Cái này nó sẽ có đơn vị từ 100 đến 600 thì 600 là nó là mức bôi đậm. Thì ở đây thì mình sẽ nhấn Ctrl S lại và đồng thời mình sẽ reload lại. Thì các bạn có thể để ý là chữ nó cũng to hơn, đồng thời nó cũng được bối đậm rồi. Thành ra là chúng ta đi làm chúng ta hay dùng cái thẻ này, đồng thời là chúng ta sẽ quy định cái font size cho nó. Thì như vậy là chúng ta sẽ biết được là chính xác chúng ta muốn cỡ chữ như thế nào Thay vì cái thẻ H1, H2, H3 đến H5 ấy Hay thậm chí là H6 chúng ta không quy định được phong size cho nó Đấy là lý do tại sao mà khi đi làm chúng ta dùng thẻ Chúng ta hay dùng cái custom như thế này Còn HTML nó hỗ trợ vậy thôi Còn chúng ta dùng hay không là quyền của chúng ta Thì mình đã xong cái thẻ đầu tiên Đấy chính là thẻ heading nhé Ở đây thì mình sẽ comment lại này ở đây mình sẽ ví dụ đây mình sẽ là heading tag ok h 1 đấy mình sẽ đây là tag đầu tiên chúng ta học và mình sẽ xóa cái thẻ p này đi tag thứ hai các bạn cần biết đó chính là một cái tag gọi là huyền thoại luôn rồi đây gọi là thẻ deep deep ở đây ấy, uh, trong một cái layout của html nhé ở đây thì uh, mình sẽ um, để cho các bạn dễ hình dung thì mình sẽ inspect suột của thằng uh, thằng youtube à không chúng ta cần phải lấy suột của thằng facebook thằng youtube thì nó customize lại các thẻ rồi thành ra là nó rất chi là khó nhìn ở đây thì mình sẽ inspect facebook của mình lên các bạn sẽ để ý cho mình này các bạn có thể thấy là nó có rất nhiều thẻ deep thì tại sao ví dụ mình sẽ khi các bạn mà muốn xem cái cái thuộc tính trên màn hình ấy nó hiện như thế nào thì các bạn sẽ nhấn vào cái con trỏ ngay góc trái này góc trái này sau đấy chúng ta sẽ di chuột vào cái element chúng ta muốn chọn. Thì các bạn để ý thấy này. Thì cái ví dụ mình click vào đây. Thì nó sẽ trỏ đến thẻ A. Ví dụ mình click vào cái bên này. Nó trỏ đến một cái thẻ A khác. Ví dụ mình click vào cái Deep này. Create, uh, create Story ấy. Nó sẽ trỏ đến một cái Deep này. Thì cái việc chúng ta dùng cái click vào con chuột này. Và chúng ta chọn một cái element trên màn hình. Thì cái trình duyệt của chúng ta nó sẽ hỗ trợ là chỉ cho chúng ta biết là chúng ta đang dừng ở đâu thì ví dụ mình di chuyển như thế này này các bạn có thấy là trên màn hình ấy các deep của mình nó thay đổi chính là những cái deep này chính là những cái deep mà chúng ta đã cốt nên cái nội dung của cái trang web này thì deep là gì các bạn hình dung nhé bản thân của thằng html ấy, một trang web ấy, nó xây lên từ các viên gạch thì deep của nó chính là ở đây các bạn hình dung mình là môi đen mình là môi vàng lên cho các bạn ấy một deep của nó bình thường một dip nếu mà các bạn không làm gì ấy thì nó sẽ là chiều ngang của cái trang này chiều ngang của cái trang này này ở đây thì à, để cho dễ hình dung hơn thì mình sẽ cốt luôn để cho các bạn dễ hiểu này ví dụ à, mình sẽ cốt là dip nhé cái từ này chúng ta là dip thôi là mình sẽ ghi là content dip một này đi dip một và mình sẽ copy ra cái này thành một hai ba bốn mình sẽ tạo thành bốn dip đi dip hai Deep 3 và Deep 4 Sau đấy mình nhấn Ctrl S lại Mình sẽ nhấn Ctrl S lại và mình sẽ reload lại cái trang này Thì các bạn có thấy một điều rằng là Mặc dù nhé Mặc dù mình đã tạo được 4 Deep này rồi Và bốn Deep này nó sẽ xếp theo thứ tự là từ 1 đến 4 cho mình Thì bây giờ mình mình sẽ inspect cái web của mình lên Thì do mình đã mở sẵn cái cái F12 rồi, cái phím Inspect này, các bạn có thể nhấn phím F12 hoặc là các bạn sẽ nhấn phải chuột và Inspect thì đây thì mình sẽ click vào cái này và các bạn sẽ để ý cho mình đây các bạn có thể để ý là từ bên trái sang bên phải ấy. thì các bạn có thấy là cái cần sen cái màu cái màu màu xanh nước biển này màu xanh nước biển nhạt đấy nó kéo dài từ bên trái màn hình cho đến bên phải màn hình cái 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 chiều màu xanh này tức là cái chiều rộng của cái nội dung của chúng ta thì một deep nó sẽ là có cái hình dạng của nó là một hình chữ nhật và nội dung của nó là ở bên trong nó còn chiều dài mặc định của một thẻ deep nó sẽ là tràn hết cái chiều cái cái chiều rộng của cái màn hình của chúng ta thôi còn cái chiều cao của nó ấy, ở đây thì mình sẽ dùng cái từ tiếng anh luôn là cái từ width từ width tức là cái chiều dài của nó sang bề ngang ấy thì nó sẽ là hết màn hình còn chiều cao của nó là nó sẽ fit với cái cần sen bên trong của nó hay nói cách khác là cái nội dung bên trong của các bạn cao bao nhiêu thì cái deep của bạn sẽ cao như vậy thì uh, chúng ta đi làm thì chúng ta dùng thẻ deep là nhiều nhất đây là theo ý kiến cá nhân của mình thôi thì cái thẻ này chính là những cái viên gạch mà chúng ta sẽ dùng nhiều nhất. Thì, à, ví dụ ở đây nhé, mình sẽ thay bằng một cái thẻ khác thì nó sẽ không có cái chiều, nó sẽ không có cái chiều ngang này, ăn hết màn hình đâu. thì mình sẽ thêm một cái ngay bên dưới này, thì mình sẽ thêm một cái thẻ thẻ là span, thẻ span là là tôi là span chẳng hạn này. và mình sẽ nhấn ctrl s lại. thì à, việc chúng ta dùng thẻ Deep như thế này là nó sẽ đây, các bạn có thể thấy là cái thẻ span ấy thẻ deep thì chúng ta có một khái niệm nữa là nó sẽ định dạng là nó sẽ ghi là cái chữ này thì ở trong tiếng Anh của chúng ta ấy thì nó sẽ ghi là thẻ deep là một block một block gì cả tiếng Việt có nghĩa là một khối còn cái thẻ span này cái nội dung của nó sẽ không phải là một block và nó sẽ là fit content thôi tức là cái nội dung của nó như thế nào đây cái thẻ span ấy nó khác với thẻ deep chỗ là mình sẽ di chuột vào cho các bạn thấy nhé cái thẻ span này thì các bạn có thể thấy cái màu xanh của nó nó chỉ bắt đầu bằng chữ từ, từ chữ t và kết thúc bởi chữ n còn đối với cái thẻ deep này nó bắt đầu bằng chữ c tuy nhiên cái nội dung của nó là kết thúc mãi ra ngoài cùng cơ thì để cho rõ hơn này mình sẽ mình sẽ sửa như thế này mình đã thêm cái style style cs vào để các bạn nhìn rõ hơn này mình đã thêm là style này à, bằng này border border một pixel này pixel solid và red mình sẽ thêm như thế này. Solid tức là rắn ấy, nó sẽ thêm một cái border hình chữ nhật để cho các bạn nhìn rõ hơn, mình sẽ lốt lại này. Đây, các bạn có thể nhìn rõ hơn rồi và mình sẽ thêm tương tự với cái span để các bạn hình dung được cái thẻ dip nó như thế nào. Thì à, khi mình đi làm thì mình hay mình hay dùng những cái border như thế này. Cái thẻ border này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái viền, viền xung quanh cái element của chúng ta. Thì à, các bạn có thể để ý thấy rằng cái một thẻ dip nó sẽ kéo dài đây. Các bạn có thể thấy là cái border cái border này cho thấy cho chúng ta thấy là cái thẻ deep nó to cao như thế nào còn đây là cái thẻ span nó chỉ có nhỏ vậy thôi thì chúng ta hay dùng thẻ deep bởi vì các bạn hình dung là chúng ta bố cùng một trong web ấy bên này này các bạn hình dung là chúng ta sẽ xếp từ trên xuống dưới thì cái thằng nào chúng ta định nghĩa trước thì nó nằm ở trên thôi thằng nào chúng ta định nghĩa sau thì nó sẽ nằm bên dưới thì đấy là lý do chúng ta hay dùng thẻ deep nhiều nhất còn về sau này nhé ví dụ các bạn muốn cái thẻ deep này chúng ta đối với cái layout như thế này chúng ta sẽ cần phải chia thành bốn cái thậm chí là năm cái thẻ deep đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải có một cái thẻ deep nó quy định nội dung trên header này các bạn hình dung là tất cả các thanh này trên header này khi chúng ta cuộn chuột đấy thì cái nội dung hai bên tay phải này nó không nổi cái thanh header nó cũng cố định phía trên thì cái thanh header đây cái thanh mình đang để chuột đây các bạn có thấy ở đây chính là cái thanh header sau đấy là chúng ta sẽ có cái cần bên trái này cần xem này có những cái thanh công cụ bên trái này nó cũng không thay đổi nó có một cái thanh cuộn này tương tự đối với bên phải chúng ta cũng có một cái thanh cuộn bên này bên cái bên cái tab này có bạn nếu mà các bạn show cái list friend các thứ ra thì đây là một thanh và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái thanh ở giữa thì đấy là việc chúng ta cấu hình layout thì đấy là khi chúng ta đã hiểu rõ về html rồi thì chúng ta sẽ làm layout thì đấy là mình sẽ dành cho các video tiếp theo còn đây thì chúng ta đã tìm hiểu qua thẻ div nó sẽ hiển thị kiểu dạng khối thứ hai nữa là chúng ta sẽ hiển thị cái thẻ span thẻ span thì các bạn hiểu cho mình rằng là thẻ span ấy chúng ta dùng khi mà chúng ta muốn content của nó, nội dung của nó nó hiển thị là vừa đủ cái nội dung của nó thôi. Thì ở đây nhé, các bạn để ý là nếu mình khai báo hai thẻ deep liên tiếp ấy, thì nó sẽ tự động xuống dòng cho mình. Tuy nhiên, nếu mà mình khai báo thẻ span ấy, mình sẽ khai hai cái thẻ span luôn. Và mình sẽ paste vào đây. Thì các bạn nếu mình reload lại nhé thì thẻ span này, tôi là span 2 ấy, nó sẽ nối đuôi vào cái chữ fit content này. Và mình sẽ nhấn Ctrl S lại. Canzone ở đây và mình sẽ reload lại đấy. Như mình nói lúc trước ấy, đấy là lý do cái sự khác biệt giữa hai cái thẻ này và chúng ta sẽ dùng thằng deep là thằng nhiều hơn. Thì các bạn chứ tạm thời các bạn chứ gọi là chúng ta chưa dùng cái đã rồi sau này chúng ta làm nhiều dần dần thì các bạn sẽ thấy nó quen thuộc thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến một cái thẻ nữa chính là thẻ A. Thẻ A này nó viết tắt của từ anchor tức là giống như cái này nếu mà mình sẽ bỏ cái chữ này đi đây đây chính là cái các bạn hình dung giống như là cái này là nó lấy ý tưởng bởi là cái khi các bạn có cái thuyền đấy thì nó có một cái neo thì cái này ở đây đây các bạn có thể search google cái từ này đọc là anchor nó viết tắt của từ này tức là cái mỏ neo thì cái thẻ a này dùng để làm gì thì mình sẽ minh họa luôn nhé ở đây thì mình sẽ tạo thêm một cái thẻ a thì thẻ a ấy, chúng ta cần phải gõ chữ a và nó có cây dấu đống tác như thế này ví dụ các bạn dùng một cái thẻ a như thế này tôi là là, là đây này tác a nhé các bạn dùng một cái thẻ a như thế này thì nó không có tác dụng đâu thẻ a đấy nó dùng dùng trong tiếng việt của mình ấy thì nó gọi là để chúng ta mở một cái đường link ở đây thì chúng ta sẽ cần phải dùng một cái thuộc tính của nó chính là thuộc tính là href thì à, ví dụ mình sẽ copy cái cái channel của mình nhé cái đường link này mình sẽ copy cái đường link này và mình sẽ paste vào bên trong này href bằng cái đường link này mình sẽ cần phải phóng to lên ở đây thì chúng ta sẽ cần thêm một cái thuộc tính nữa mình sẽ enter cái này xuống, xuống dưới này. Xuống dưới cho các bạn dễ nhìn này. Mình sẽ enter cái này. Và chúng ta cần một cái thuộc tính nữa là target. Target bằng mình sẽ ở đây, nó đã gợi ý cho mình rồi, mình sẽ target là bằng blank. Thì à, việc à đây mình sẽ là href bằng. Rồi, mình đã có một cái thẻ a là có thẻ target, các thuộc tính của nó là target và href. Thì à, cái cái href mình sẽ giải thích đầu tiên. HRF tức là cái đường link mà các bạn muốn dẫn tới sau khi các bạn nhấn vào cái cái tag này trong Excel ha, trong Microsoft Word của chúng ta ấy, thì chúng ta có thể link luôn còn đây thì các bạn sẽ dùng thẻ A thì trước khi mình giải thích sâu hơn thì mình sẽ demo cái đã ở đây thì mình sẽ reload lại đây tôi là thẻ A nếu mà mình nhấn vào đây nhé thì như mà nếu mà cốt của chúng ta chạy được ấy thì nó sẽ có một cái tab nó mở ở đây đây không có gì này mình sẽ inspect nó lên này để xem nó ăn à. chưa nào target bằng href mình gõ thiếu rồi href này đấy như thế này với đủ này mình sẽ reload lại này rồi các bạn thấy là mặc định này trình duyệt của chúng ta ấy, đối với thẻ A thì nó sẽ có một cái underline hay nói cách khác là một cái gạch dưới là mình sẽ cần phải nhấn vào đây đấy các bạn có thấy là nó đã mở ra một tab khác thì cái thẻ A này tức là một cái anchor link một cái đường link mà chúng ta sẽ mở ra thì cái thẻ A này dùng ở những đâu thì trong thực tế là khi các bạn vào một trong web ấy ví dụ là các bạn nhấn vào đây để đăng nhập thông tin tài khoản này hay là các bạn đăng ký ấy, thì nó sẽ mở trong một cái đằng một cái tab khác thì đấy là chúng ta sẽ dùng thẻ A thẻ A này là giúp các bạn nhúng các đường link vào ví dụ như là khi các bạn mình có làm con chatbot chatbot của mình nhé mình lấy ví dụ lại con chatbot của mình này ví dụ mình chạy con chatbot này lên thì làm sao? mình nhớ là mình có một cái menu là menu đặt bản. mình đã có tin nhắn này về rồi. tuy nhiên là cái trên heroku của mình thì nó chờ wake up. thì lát nữa bot của mình nó wake up thì mình sẽ cho các bạn thấy là mình làm thực tế cái con này nó như thế nào. ở đây thì chúng ta đã xong cái thẻ a này. chúng ta có các thuộc tính chuyên sâu hơn ví dụ các bạn chỉ cần gõ các bạn không cần nhớ đâu khi các bạn nhấn can chôn cách nhé. nó sẽ gợi ý cho các bạn này. parent hay sao hay top này. ví dụ bạn các bạn thử parent là cái gì này mình sẽ nhấn Ctrl S lại nhé và mình sẽ reload lại cái này mình nhấn vào thẻ A một cái cái thẻ parent ấy tức là các bạn sẽ mở cái đường link đấy ngay bên trong cái cái trang web của các bạn luôn hay nói cách khác là nó sẽ mở nó sẽ thay thế cái đường link URL của các bạn bằng cái đường link URL mà các bạn nhúng trong thẻ A khi nãy là mình dùng cái từ blank blank tức là trang trống ấy từ blank tức là khoảng trống thì ngay lập tức nó sẽ mở trong một tab mới thì để chuyên sâu hơn thì chúng ta làm dần chúng ta sẽ quen cái này thôi mình sẽ quay lại con bot của mình nhé bên này nó đã có rồi này ví dụ mình sẽ chọn chức năng là đặt bàn đi các bạn để ý cho mình cái web view này cái web view của mình ấy nó có cái là chatbot tutorial và hỏi dân it ví dụ như mình nhấn vào cái chữ hỏi dân it này này thì nó sẽ ra một tab mới thì đấy là việc mà mình dùng cái gọi là thẻ, mình dùng thẻ a đây các bạn có thể inspect lên nhé mình nhấn phải chuột này mình sẽ inspect lên này mình sẽ chọn như thế này đây mình sẽ cầm cầm cái con chuột này mình click vào đây và mình sẽ nhấn vào cái chữ này. Thế à mình sẽ nhấn lại này nó màu xanh. Các bạn click vào cái này nó hover. Cái này là chúng ta để đang ở đây, mình sẽ hover như thế này. Cái này là đường link nó hơi bị sai này. Đấy, cái này nó không chính xác. Bởi vì là chúng ta đang làm nhiều cái frame nó trên frame của nhau ấy. Thì mình không hiểu tại sao mà cái thằng thằng Facebook này chúng ta lại khó vậy. Có một cách nữa là các bạn các bạn có thể inspect như thế này nhé. Các bạn di chuột vào cái 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 element này cái thuộc tính mà các bạn muốn muốn biết thông tin của nó các bạn di chuột vào nhé và sau đấy các bạn nhấn inspect thì các bạn có thể để ý thấy rằng lúc nãy mình là inspect cái nút đặt bàn đấy mình di chuột vào cái chỗ đặt bàn thì ngay lập tức chỗ này chính là cái nút đặt bàn này mình sẽ di chuột vào nút chatbot tutorial và mình nhấn phải chuột và mình chọn inspect thì nó sẽ ra ngay chỗ này thì các bạn có thể biết rằng là như ở đây thì mình đã có một cái title ở đây là xem title tức là cái khi chúng ta di chuột vào Chúng ta có cái chữ này thì nó chính là sample tutorial trên YouTube này. href chính là cái đường link mà khi các bạn nhấn vào cái chữ chatbot tutorial nó sẽ mở ra và cái từ chúng ta dùng target tức là cái mục tiêu chúng ta hướng tới ấy, tức là plan, tức là chúng ta sẽ mở ra trong một tab mới, ví dụ mình nhấn vào đây. Đấy, đấy chính là tác dụng của thẻ a chúng ta làm. Thì chúng ta đã xong cái thẻ a, một cái thẻ nữa. Các bạn có thể cần biết đó chính là một cái thẻ image tức là thẻ hình ảnh ấy thì mình sẽ copy vào đây luôn. thì những thẻ này là chúng ta dùng nhiều nhất thôi. còn sau này khi các bạn dùng như thế nào thì chúng ta sẽ chi, chi tiết cụ thể hơn. à có một cái điều lưu ý nữa là đối với một vài tác của html ấy html 5 nhé tức là html phiên bản mới nhất ấy thì một vài tác nó sẽ không có cái dấu đóng tác. các bạn để ý là chúng ta sẽ viết thẻ thẻ image như thế này chứ chúng ta không viết là img này và chúng ta sẽ gạch chéo lại img chúng ta không có có cái thẻ như thế này chúng ta không có cái thẻ thứ hai chúng ta chỉ có thẻ đầu tiên thôi thì uh, như mình nhớ không nhầm ấy thì chúng ta sẽ có thẻ img và cái thẻ input là chúng ta hay dùng kiểu này là nó không có cái tác gọi là closing tag nó sẽ kết hợp luôn giờ đây thì uh, mình sẽ xóa hai cái này đi img thì uh, đối với cái thẻ img ấy nếu mà các bạn dùng chay như thế này nó không có tác dụng gì cả bắt buộc chúng ta cần phải truyền thêm các thuộc tính cho nó hay nói cách khác là các attribute thì thằng img nó có một cái thuộc tính của nó là src thì tức là cái đường link mà các bạn muốn gọi là muốn muốn show cái ảnh ra đây là tức là viết tắt của cái từ suộc này nhé từ src viết tắt của từ suộc thì chúng ta sẽ cần phải có một đường link cho cái ảnh thì mình sẽ lên google mình search một cái ảnh nhé đây ví dụ mình lấy luôn cái ảnh anchor này thì làm sao để lấy được cái ảnh này à, cái ảnh bên này cho nó đẹp thì các bạn sẽ nhấn phải chuột này Các bạn sẽ copy link address này Và các bạn sẽ nhấn Ctrl-Shift-N Chúng ta cần phải test xem cái ảnh này có lấy được không Rồi, khi các bạn mà paste vào Cái Ctrl-Shift-N ấy, các bạn thấy ra À, như thế này không được, cái này vẫn sai rồi Cái này là đường link của Google này Chúng ta sẽ cần phải nhấn vào cái trong web này Mình sẽ đi vào cái trong web này luôn Đây thì ở à, đây, ví dụ cái ảnh này nhé Mình sẽ nhấn vào copy link address này Và mình sẽ paste lại sang bên này Thì à, à cái này nó không được à thì mình sẽ gọi là đây mình muốn muốn thích thịt chiều mình sẽ vào tận website của nó mình lấy đường link luôn đây chính là đường link ảnh của nó này copy link address lần này mà không được nữa đây đây mới là cái đường link ảnh này các bạn có thể để ý thấy là cái đường cái đuôi ảnh ấy chấm là gpg này đây chính là cái đường link ảnh này các bạn để ý thấy bên này này chúng ta khi paste vào ấy, nó vẫn là chấm html tức là một trang web thì mình sẽ copy cái đường link này và mình sẽ paste vào bên trong thì mình có thể các bạn có thể thấy mình làm hơi nhanh thì mình sẽ giải thích lại cái đoạn bên này nhé ví dụ mình vào một cái website như thế này mình sẽ lốt lại nhé thì làm sao mình lấy được cái ảnh của người ta thì đầu tiên các bạn sẽ cần phải inspect lên này các bạn inspect lên này sau đấy là các bạn sẽ chọn cái 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 nút này cái dấu này và các bạn sẽ click vào cái ảnh à, ngay lập tức nó sẽ trỏ đến cái ảnh của chúng ta thì các bạn có thể để ý thấy là cái thuộc tính này src của nó tức là suộc ấy thì nó ở đâu các bạn sẽ nhấn phải chuột vào cái đường link này và các bạn nhấn open trong new tab thôi thì ngay lập tức chúng ta đã lấy được cái ảnh rồi đây chính là cái ảnh gốc trên server của nó thì mình nhấn Ctrl cho c này các bạn mình sẽ quay trở lại cho các bạn nhìn kỹ hơn này mình sẽ kéo nhỏ cái tab này lại này. đấy các bạn có thể thấy đây chính là cái ảnh của nó này thì mình sẽ paste vào trong này mình sẽ paste vào cái đường link này và mình sẽ nhấn Ctrl s lại này Ctrl s để cho nó lưu file lại và sau đấy mình sẽ hoặc là mình sẽ reload lại cái file của chúng ta xem có cái gì khác biệt hơn có cái điều gì khác biệt các bạn có thể thấy là chúng ta đã có một cái ảnh như thế này rồi thì đối với thẻ thẻ image ấy chúng ta sẽ tùy chỉnh nó có hai cách thứ nhất là chúng ta sẽ thêm hai cái yếu tố vào đầu tiên là chúng ta sẽ thêm cái chiều cao tức là hai ở đây thì chiều cao của nó đơn vị là của nó là pixel thì ở đây mình sẽ là hai bốn trăm này và width chiều cao và chiều rộng ấy, mình sẽ là 400 luôn bằng 400 thì sau khi mình nhấn Ctrl S và mình lưu ảnh lại thì các bạn để ý thấy là cái ảnh của chúng ta ban đầu nó là hình chữ nhật đúng không ạ và nó sẽ to hơn to hơn bà uh, 400 mình sẽ di chuột vào đây mình xem kích thước của nó ban đầu là 600 nhân nhân 4470 thì các bạn phải hình dung là nó có chiều chiều rộng của nó là 600 và cái chiều cao của nó là 470 mình sẽ reload lại này đấy các bạn có thể thấy là bây giờ nó là 400 nhân 400 thì uh, đối với cái thẻ image nó hỗ trợ chúng ta các thuộc tính là chiều cao và chiều rộng thì chúng ta sẽ dùng trực tiếp như thế này. Còn sau này ấy, các bạn muốn sửa cái ảnh như thế nào thì chúng ta sẽ dùng CSS hết thôi. Ít khi chúng ta gọi là hát cốt như thế này lắm. hát cốt như thế này thì rất khó để chúng ta sau này project của chúng ta mà lớn ấy, chúng ta không bao giờ chúng ta có thể hát cốt như thế này được. Nó giống như là một căn ác mộng cho các bạn ấy, nó quá nhiều thẻ. Chúng ta quản lý các thuộc tính, chúng ta muốn quản lý bố cục mà trong web thì bắt buộc chúng ta phải chia nhỏ nó ra và chúng ta sẽ quản lý nó bằng CSS. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến làm quen với một cái thẻ nữa. mình sẽ review nhanh qua những cái thẻ này. một cái thẻ nữa là chúng ta sẽ dùng form. một cái dùng form. form là gì? khi các bạn để ý thấy là khi các bạn muốn submit một cái thông tin gì ấy, các bạn phải điền thông tin. ví dụ các bạn điền họ tên các bạn này. các bạn muốn chọn các option ở đây thì mình lại không mở sẵn một cái nào nhỉ? thì mình ví dụ mình gõ một cái là html À đây. mình sẽ mở luôn bên này. đây chính là form của các bạn này. một cái form ấy À, một cái form đây mình sẽ nhấn vào đây các bạn có thể để ý thấy này thì trong một cái form nhé bao giờ chúng ta sẽ cần một cái là button tức là một cái nút bấm này một cái thẻ input hoặc thẻ select thôi những cái này là nó là giống như là cái input của người dùng thôi thì à, cái cái mình sẽ chỉ trên màn hình cho các bạn luôn nhé cái này chính là thẻ input này thì chúng ta sẽ cần phải hai kiểu của nó là text thì các bạn sẽ nhập text được nếu mà kiểu ở đây các bạn muốn kiểu của nó là checkbox chẳng hạn mình ví dụ mình đã sửa thành checkbox nhé thì các bạn có thể thấy là nó sẽ chuyển thành checkbox cho các bạn đấy nếu mà các bạn khai của nó thành nếu mà mình chọn là radio chẳng hạn này radio radio đấy các bạn có thể thấy là nó sẽ chuyển thành hình radio thì đấy là một cái thẻ input input uh, nếu mà chúng ta dịch ở tiếng việt tức là cái đầu vào ấy đầu vào của nó thì chúng ta có rất nhiều kiểu thì sau này chúng ta cũng làm hết thôi một cái button tức là cái nút đặt bàn này thì chúng ta gọi là một cái nút thì cái việc tại sao chúng ta có một cái thẻ là form việc chúng ta dùng cái thẻ form ấy để sau này mà đối với những bạn nào mà dùng ngôn ngữ server side thì chúng ta sẽ có một cái là action chúng ta sẽ có một cái action là cái đường link của các bạn này link server đấy và chúng ta sẽ có một cái nữa là có một cái là định nghĩa method ở đây ví dụ các bạn sẽ điền là post post này hay là get hay là update hay là delete thì cái việc các bạn dùng cái thẻ form này khi các bạn dùng đối với các ngôn ngữ server side còn việc chúng ta dùng javascript ấy, thì chúng ta không cần sử dụng thẻ form này còn hai cái thẻ cuối cùng nữa là chính là thẻ table và thẻ list table là gì thì các bạn mình sẽ xuất nhanh cho các bạn html table bởi vì mình thấy nội dung video cũng khá là dài rồi table tức là giúp chúng ta có thể định nghĩa thông tin dưới dạng table các bạn để ý là đôi khi các bạn muốn làm một website ấy, các bạn muốn có một cái table như thế này thì chúng ta sẽ dùng cái thẻ table Các bạn thấy là đây chính là cấu pháp Của một cái table thôi Thì rất chi là đơn giản Còn sau này chúng ta bắt tay vào làm cái phần nào Thì chúng ta mới cần tìm hiểu sâu hơn Thì ví dụ như đối với table thì các bạn phải biết là TR là viết tắt của table row Tức là một hàng th à, TH là viết tắt của table head Tức là cái đầu này Tức là cái đầu của table Còn cái TD là viết tắt của table data Tức là từng cái từng cái cục data này thì nó gọi là td thì đấy là đối với thằng table thôi chúng ta còn một thẻ nữa là html li tức là thẻ list thì đôi khi chúng ta muốn dùng một cái list như thế này ở đây thì mình sẽ mở cho nó nhanh ở đây thì đây của mình đã load được rồi buổi tối thì mạng nhà mình nó hơi lag một chút khi các bạn muốn có một cái list như thế này thì chúng ta sẽ dùng cái thẻ ol ol tức là Uh, cái gì order list tức là theo thứ tự còn các bạn dùng ul ở dưới ul tức là unlisted list đấy tức là không có thứ tự thì uh, cái này chỉ là dùng cho đúng cứu pháp thôi còn khi đi làm thì mình nghĩ các bạn toàn dùng ul tức là ăn không có thứ tự và các bạn sẽ dùng thẻ li luôn thôi thì cái thẻ list này giống hệt khi các bạn mà dùng thẻ word các bạn dùng word đấy các bạn chỉ cần gõ như thế đây các bạn có thấy là các thẻ các thẻ như thế này này những cái cái những cái tiêu đề này chính là mỗi một cái thẻ lợi ý thôi thì trong video này mình đã hướng dẫn qua các bạn những cái thẻ mà các bạn hay dùng nhất khi các bạn đi làm ở đây là mình đã tối thiểu rất nhiều thẻ rồi chúng ta các bạn chỉ cần nhớ cho mình là các bạn chỉ cần nhớ hai thẻ chính ở đây chính là thẻ deep và thẻ span cộng với là cái thẻ a và thẻ img thôi còn sau này chúng ta đụng đến phần nào thì mình sẽ bổ trợ lại cho các bạn những phần đấy các bạn không việc gì phải lo lắng đâu đôi khi lúc đầu ấy các bạn cảm giác là nó quá nhiều thứ các bạn phải học tuy nhiên các bạn phải biết rằng là đây mới chỉ là khởi đầu thôi chúng ta làm dần chúng ta sẽ thành quen thôi kiến thức là chúng ta tích lũy cả còn trong quá trình làm cái video này nếu bạn nào gặp bất kỳ vướng mắc gì thì các bạn cứ comment bên dưới video cho mình biết để mình hỗ trợ nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích đừng quên like share cũng như bình luận bên dưới video nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo